Hôm nay là bác sĩ Ngọc may mắn có hai cô bệnh nhân tới đây cùng một lúc. Cái này là rất là may mắn ha, để tôi có một cái clip rất là hay đến cho các bạn, là hai cô cùng bệnh ung thư giáp đã mổ rồi. Hôm nay hoàn toàn là ổn định, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hai cái hoàn cảnh đi khám ở hai nơi khác nhau, hai tuyến khác nhau thì dẫn đến hai cái quá trình điều trị chữa bệnh nó khác nhau. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ nói về cô bệnh nhân. Cô nào ở Phú Yên? Hà. Rồi thì cổ được đi khám đúng nha. Lần đầu tiên thì cổ được phát hiện ở đâu chị? Ở bệnh viện Hòa Hảo. Hòa Hảo, xong là sau đó cổ nhiều năm trước rồi đúng không? Mấy năm rồi chị? Đầu năm 2019. Đầu năm 2019, rồi là cũng gần 4 năm rồi. Thì cô phát hiện ở Hòa Hảo, sau đó cô có tới bác sĩ Ngọc, cô kiểm tra lại. Nhưng mà cái xét nghiệm tế bào là chị làm ở đâu? Là Hòa Hảo luôn. Hòa Hảo luôn. Rồi người ta chuyển chị qua bên Ung Bướu hả? Thì chắc là lần đó là cô may mắn là cô khám đúng bác sĩ, có cái chuyên khoa ung thư ở bên đó, cho nên cô được làm xét nghiệm tế bào và nó ra liền. Nó ra liền kết quả đúng không? Ra liền kết quả. Thì sau đó cô ra liền kết quả đúng là ung thư, cổ mới tới bác sĩ Ngọc để cổ tư vấn. Sau đó thì cổ mổ bệnh viện Ung Bướu, cổ ngay từ đầu là cổ chọn đúng đúng cái nơi cổ đến để điều trị. Thì sau khi cổ mổ, sau khi chị mổ thì chị có uống phóng xạ sau đó không? Hai lần. Hai lần. Lý do bác sĩ có giải thích với chị không? Lý do là cái bướu lớn hay là bướu xâm lấn vỏ bao hay có di căn hạch? Không có gì căng hạch mà em không nhớ, mà bác sĩ nói ta uống cứ uống lâu rồi xong rồi sau uống được cho nó hết luôn. Thì nó có những cái lý do sau đây mà bệnh nhân phải uống phóng xạ sau khi điều trị. Tại vì cô này là cổ từng bước rất là đúng, rất là hợp lý. Hôm nay bệnh của hoàn toàn ổn định là sau khi mổ cô được phóng xạ. Thì những nguyên nhân sau đây này làm cho mình phải uống phóng xạ nè. Thứ nhất là đa ổ, tức là có thể là hai ổ ung thư. Cái thứ hai là có hạch di căn. Cái thứ ba là một trong những cái bướu đó nó có dính vỏ bao thì sẽ có chỉ định phóng xạ. Thì có thể là cái bướu của cổ có dính vỏ bao mà bây giờ cổ không nhớ lý do tại sao mà cổ được được yếu phóng xạ. Giấy xuất viện chị cũng đâu đem theo đâu không chị? Rồi thì sau khi cổ mổ tới giờ là cổ ổn định luôn. Tới giờ thi thoảng cổ tới kiểm tra bác sĩ Ngọc thì mọi sự ổn định, nên là cái tất cả cái quá trình điều trị của cổ là nó không có bị đẩy tới đẩy lui, cũng như là từng bước của cổ là rất là hợp lý và đúng chuyên khoa. Lúc đó cái bướu của chị nhớ là bao bao lớn không? Em cũng nhớ là Không nhớ, mấy ly không nhớ luôn. không nhớ, nhưng mà biết là mổ hết hai luôn, hai bên. Cổ mổ hết hai bên rồi thì hôm nay kiểm tra lại cho chị thì về cái tuyến giáp là ổn hết nha chị nha. Còn cái tuyến vú mình cũng bình thường nè, bụng bụng mình cũng bình thường, phổi mình cũng bình thường luôn. Rồi có kiểm tra lại cái TSH của chị để coi cái thuốc nó có đủ cho chị không đó. Mỗi ngày uống viên hả? Rồi giờ cái liều đó là ổn định thì mình tiếp tục cái liều đó nha, tiếp tục cái liều một viên tại cái liều đó phù hợp với chị. Có gì thắc mắc không? Bữa hôm qua trước thì em khám thì cái chỉ số mà nó thấp hơn cái bình thường đó bác sĩ. Em bữa em có ngồi với À, lấy ra đây. Cái này thấp hơn, có lẽ là dư thuốc. Dư thuốc thôi. Là tháng mấy ta? Mới đây à bác sĩ? Nhưng mà hôm nay nó lại bình thường, còn này là máy cái ngày đó là nó dư thuốc nhưng bây giờ là nó là về bình thường. Nhưng mà cái này là xét nghiệm ở Phú Yên, xét nghiệm ở Phú Yên thì nói là cổ bị dư. Rồi sau đó chị có ngưng thuốc mấy ngày không? Em uống chích lại. Thì mà là đó, cho nên hôm nay nó bình thường nha chị. Rồi bây giờ mình tới cái ca thứ hai là cái cô bệnh nhân này là khi mà cổ phát hiện là ở ở đâu chị? Chị Đồng Nai thôi. cô bốn ha bao nhiêu tuổi chị? Năm 64. 64. Cổ phát hiện ở Đồng Nai và lần nào cũng được nói là lành tính. Rồi thì giờ chị kể cho em lại cái đoạn đó đi, khi mà bắt đầu phát hiện là năm Phát nào hiện năm chị? 2018 khi đi kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra cũng toàn bộ hết xương. Cái người ta nói có hạch là có cũng sợ có hạch đi đi xin làm sinh thiết. Thì sinh thiết bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nói là mổ.
cái rồi về nhà cái mấy em nó mới nói là thôi em dẫn chị tới cái bác sĩ này, bác sĩ dẫn tới bác sĩ cho uống thuốc, bác sĩ cho uống thuốc bác sĩ ngoại sinh khít lại nữa, bác sĩ cho uống thuốc kéo dài đâu một thời gian không 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 tới bác sĩ, thì thấy nó ổn định không tới bác sĩ, cái bắt đầu tới lại thì bác sĩ cho đi về trên này xét nghiệm lại, xét nghiệm lại thì cũng không có nói gì là về tới mổ đó, không nói gì hết. Thế một thời gian cái đi làm lại lần nữa thì bác sĩ nói là phải mổ rồi, thế là bạn lên tới là bác sĩ này có đồng ý tiếp tục mổ cho đó. Tổng cộng chị sinh thiết ba lần để sinh thiết thì bỏ này của chị đúng không, cái đó của em đây. Rồi chị rồi đúng rồi, tổng cộng sinh thiết 3 lần tới năm 19 chị mổ ra mới biết là nó trong lúc lên bàn mổ vẫn cứ nghĩ là mình làm tính, khi mổ ra nó sẽ có báo, nó sẽ có cái nghi ngờ đó. Cô nói nhỏ quá không biết bác sĩ các bạn có nghe không, thì là cái vấn đề của cổ là như thế này nè. Những cái lần cô khám ở Đồng Nai á, đều được nhận định là lành tính hết, và cũng có làm xét nghiệm tế bào những lần đó thì trả lời cổ là lành tính. Nhưng đến lần thứ ba đó, cổ khám của đúng chuyên khoa bác sĩ bệnh viện Ung bướu, không phải bác sĩ Ngọc, nhưng mà một bác sĩ cũng bệnh viện Ung bướu là đồng nghiệp của bác sĩ Ngọc, cái thời điểm mà bác sĩ Ngọc còn làm bệnh viện á, thì mới ra, thì mới, bác sĩ đó cổ cũng không biết là lần đó có ra hay không, nhưng cổ chỉ biết là bác sĩ dặn là lần này phải mổ đúng không? Yeah. Bác sĩ của bệnh viện Ung bướu thì nói là lần này là phải mổ. Yeah. Nhưng mà lại không giải thích cho cổ là lý do là tại sao cổ mổ. Chị thì mấy lần trước mà chị làm xét nghiệm tế bào ở tỉnh á, thì người ta có làm lấy tế bào ở dưới máy siêu âm không? Tức là người ta phải không hiểu người ta kêu lên nằm ở trong bệnh viện mà người ta kêu lên nằm. Mình lên nằm để cho người ta lấy thì người ta nói là phải mổ thôi, chứ người ta vẫn nói là lành tính, trong cái giấy nó ghi là lành tính nhưng mà phải mổ. Đó, thì bác sĩ nói có mổ nó sắp xếp để về mổ là lần đầu tiên á. Cái rồi đi khám bác sĩ tư, bác sĩ ngon không nói gì hết trơn, trời không nói chị phải mổ là sao, bác không nói gì hết, bác chỉ cho thuốc uống. Thì cô bức xúc là cô không được giải thích hết tận tình cho nên cô bức xúc. Nhưng mà bây giờ ý bác sĩ Ngọc đang muốn giải thích rõ là vì sao mà làm xét nghiệm tế bào 3 lần mà lần thứ 3 mới ra. Đó thì là bác sĩ sẽ giải thích là bởi vì ở tỉnh người ta sinh thiết mù. Tức là cái bướu ta lấy tay ta kiếm ta đụng được cái cục nào người ta mới dùng kim ta chích vào. Nhưng còn các bác sĩ được đào tạo trong bệnh viện Ung bướu là lấy tế bào là đều có máy siêu âm hướng dẫn hết, đều phải nhìn lên cái màn hình, cái đầu kim là phải được nhìn thấy trên màn hình, cái đầu kim đúng vô được cái bướu thì mới là ra được kết quả được. Chứ còn nếu mà mình làm mù với một cái bướu nhỏ là chắc chắn là nhiều khả năng là mình không có lấy vô được cái bướu lắm. Thì lần thứ ba đó cổ cũng không có rõ ràng cổ là như thế nào hết luôn, tức là cổ bị ung thư mà cổ lại không có được giải thích tận tình. Cho đến hôm nay sau khi cổ mổ gần 4 năm mà cổ vẫn lo cho cái bệnh của cổ luôn đó. Thì khi mà cổ mổ rất là hên cho cổ là cổ mổ được cắt trọn tuyến giáp, mà đến khi mà cổ lên bàn mổ cổ vẫn nói là bác sĩ vẫn nói là cổ bướu lành. Thì không biết là bác sĩ muốn trấn an cổ sợ là cổ nghe cái bệnh ung thư là cổ bị khủng hoảng bấn loạn hay sao á. Cái đoạn trước thì không có rõ, nhưng mà khi mà cổ lên mổ thì cổ vẫn được nói là lành tính. Thì cái mẫu mổ của cổ được gửi vô trong bệnh viện, được gửi vô một bác sĩ phòng mạch của bác sĩ của chuyên đập tế bào cũng của bệnh viện Ung bướu luôn. Thì nó ra là một nhân trong đó là ung thư. Đến khi cổ mổ xong rồi đem mẫu đi thử á, thì bây giờ cái nhân đó mới là ung thư. Thì đây là cái phiếu của cổ đây nè. Cái phiếu là cái tờ sau mổ nè. Sau khi mổ 10 ngày có kết quả hay là bao lâu chị? Một tuần là có kết quả ha. Giờ tôi đọc cho các bạn nghe nha. Thì cái mẫu lấy ra là nhân thùy trái là 1 cm. Rồi nhân thùy phải, mẫu mô nhân thùy trái này là cái mẫu mô kích thước 4 cm, là ý là cái nguyên một cái thùy tuyến giáp luôn, thì là có trong đó có nhân 1 cm, là cái nhân đó là sẽ ra ung thư đó. Rồi nhân thùy phải thì ra là phình giáp keo là lành tính. Thì tới lúc đó cổ mới ra ung thư, và rất may là tại vì cái nhân cổ chỉ có 1 cm thôi, cho nên cái động tác mà mổ cắt hết tuyến giáp á là cũng là đã là giải quyết triệt để cho cổ rồi. Và cái nhân của cổ là không xâm lấn vỏ bao. Nhân của cổ không xâm lấn vỏ bao, không di căn hạch. Rồi sau đó chị có được điều trị yếu phóng xạ không? Dạ có. Bao nhiêu lần chị? 2 lần. Cũng uống 2 lần. Vậy lý do nói chị làm sao mà
mà uống yếu phóng xạ thì tại sĩ, vì bác sĩ nói là giờ phải đi uống yếu phóng xạ, tức là bác sĩ hỏi rằng nó trước nó có dặn là 175 đi cho nó gì đó, cái là mình theo 175 xin chuyện này 175 uống. Thì lý do để mà cho yếu phóng xạ thì bác sĩ Ngọc có nói rồi đó, hoặc là nó là đa ổ, hoặc nó dính vỏ bao, hoặc nó di căn hạch. Thì không biết của chị là nó rơi vào đâu, không có thấy ghi rõ trong hồ sơ nè. Có thể là nó dính vỏ bao. Không có thấy mô tả trong cái phiếu giải phẫu bệnh của cổ là vì sao mà cổ uống điều trị yếu phóng xạ. Rồi, nhưng mà do ngay từ đầu cổ khám không đúng tuyến giống như cô bệnh nhân đầu tiên, thành thử là cổ cứ được nói là lành tính. Nhưng mà bây giờ tôi giả sử nha, tôi giả sử cái bú của cổ á nó lớn hơn 1 cm, giả sử cái bú của cổ nó không có nhỏ như vậy rồi, và nó có di căn hạch chẳng hạn như vậy, ví dụ ngay từ đầu tiên á mà cứ nói là lành tính, thì khi mà mổ ra đó người ta chỉ lấy đúng cái tuyến giáp, người ta bỏ, người ta không có nạo hạch đó. Nếu như mà cái kiểu mà ngay từ đầu mình đi không có đúng tuyến á, không đi đúng bệnh viện ung bướu, rồi lỡ mà cái nhân của cổ không phải là giai đoạn sớm như hiện giờ, mà cái nhân của cổ nó lớn hơn hoặc nó có di căn hạch, thì cái lần đầu tiên mổ của cổ mà cứ nghĩ là lành tính như vậy á, thì người ta chỉ lấy tuyến giáp thôi, người ta sẽ để lại hạch di căn. Thì khi như vậy, khi mà cổ vô bệnh viện ung bướu á, khi mà đi mẫu, đi thử cái mẫu mà người ta nghĩ là cái này mà có hạch di căn đó, là cổ bị mổ thêm lần nữa, cho nên bác sĩ mới nói chị may mắn ở chỗ là bởi vì cái bú chị lúc phát hiện nó rất là nhỏ, cho nên là họ mổ theo cái kiểu lành tính, nhưng mà cũng giải quyết được triệt để cái vấn đề ung thư luôn, tại là hơn là cái bú chị nó nhỏ. Nhưng nhỡ mà chị ít may mắn hơn mà cái bú chị nó to và nó có di căn hạch, mà họ cứ nói lành tính, rồi họ mổ chị, họ chỉ cắt tuyến giáp thôi mà không nạo hạch, thì thành thử chị sẽ bị nạo hạch lại. Rồi, với cái clip này thì tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn là hôm nay tôi có hai tình huống ca giáp, mà hai cái hướng đi nó khác nhau, là nó dẫn đến một cái sự rắc rối sau đó. Một cô đầu tiên tôi tư vấn là cổ đi đúng luôn, ngay từ đầu direct là đi đúng luôn, thì bước nào cổ gọn ghẽ cái bước đó, là không có lăng tăng. Còn cái cô tiếp theo á là ngay từ đầu cổ đi không đúng, thành thử là cổ cứ phải đi tới đi lui, cổ cứ phải chích tế bào nhiều lần. Rồi, nhưng mà đến cuối cùng ai hướng dẫn chị phải vô bên bác sĩ bệnh viện ung bướu lấy tế bào chị? Bác sĩ chuyên khoa sắp sẵn cho mình. Ừ. Bác sĩ ký. Rồi. Đó thì là may mắn cho cổ, cái nữa là cổ gặp được bác sĩ ở Đồng Nai, cái người mà cuối cùng cổ gặp á là đưa cổ đi lên đúng tuyến để làm xét nghiệm, thì cổ mới ra được cái kết quả. Thì về cho nên cổ mới được giải quyết rất là triệt để. Nhưng mà không hiểu sao mà có kết quả như vậy, mà còn vợ lên bạn mổ vẫn nói là lành tính. Thì cái đoạn này thì có thể là cổ hiểu nhầm. Cái gì nào chị hiểu nhầm không? Vô bệnh viện vẫn vô tư, người ta nói ta ác cái gì đó, mình lành tính là mình vô tư. Tới khi nghe mổ xong bác sĩ có nghi ngờ. Nhưng cũng vẫn vô tư lắm, khi mà có kết quả rồi. Có lẽ là vậy nè, bác sĩ không có muốn cho cổ lo lắng trước mổ đó, có thể vậy đó. Dù gì cổ cũng đã quyết định mổ rồi, thành thử là bác sĩ mổ là không có muốn cổ trước khi mổ mà cổ lo, đợi cứ mổ xong cho cổ đi rồi mới báo cho cổ sự thật ha. Nhiều khả năng nó là vậy đó chị. Rồi, nhưng mà đó là cái lần cuối cùng, may là chị gặp đúng bác sĩ mà người ta hướng dẫn chị đi đúng tuyến á, chứ còn như hai lần trước là cứ lòng vòng hoài đó. Nhiều khả năng là chị mà để mổ hai lần trước thì nhiều khả năng chị bị mổ lại á. Nếu mà hai lần đầu tiên mà người ta cũng có khuyên chị mổ đúng không? Rồi đó là clip hôm nay, là bác sĩ Ngọc muốn nói với các bạn ý vậy thôi. U bướu là mình đi tới đúng tuyến, có đường xa mình cũng nên chịu khó đi để mình được tiếp cận ngay từ đầu là đúng luôn, chứ không có phải là sau khi mình mất hết một thời gian nhiều tháng rồi á, thì mình mới mới được giải quyết vấn đề nha các bạn.